Cổ Nguyệt hai chân bám vào hông hắn rất là chặt, Điều Vũ Lân cũng không thể nào đem nàng kéo xuống, cũng chỉ có thể tùy ý để nàng như vậy. Cổ Nguyệt nhịp tim rất mạnh, Đường Vũ Lân chính mình kỳ thực cũng có một chút mặt đỏ lóng lóng, tuy rằng bọn họ tuổi đều còn nhỏ, nhưng phương hướng phát dục thân thể của thiếu niên thiếu nữ đã bắt đầu có chỗ bất đồng. Đường Vũ Lân tuy rằng cũng không phải loại thân hình đặc biệt to con, nhưng thân thể lại phi thường cứng cáp, bắp thịt săn chắc đàn hồi, mà thân thể của Cổ Nguyệt lại vô cùng mềm mại, trong sự mềm mại còn có sự đàn hồi, từ trên người của nàng toát ra một mùi thơm dịu quanh quẩn ở trong không khí. Theo hắn bước lên trên phía trước, Cổ Nguyệt khẽ vuốt ra khuôn mặt của hắn. Một lần nữa trở lại trong lầu, dọc theo hành lang tiếp tục hướng về phía trước, lần thứ hai lên lầu, giống như đều là tầng 2 của tòa chủ giáo học lâu. Tiến vào tầng 2, trang trí biến đổi, vách tường đã biến thành màu trắng, đinh cũng đã đàn như vậy, mặt trên cùng với dùng kim văn khắc họa một ít vật kỳ quái. Đây là bản thảo của hồn đạo khí thiết kế. Hứa Thiều Ngôn lúc này kinh ngạc nói, nàng lựa chọn là cơ giáp thiết kế chuyên nghiệp, cơ sở của cơ giáp thiết kế chính là hồn đạo khí thiết kế, tự nhiên là có thể nhận ra ngay. Lấy bàn thảo của hồn đạo khí thiết kế ra để trang trí, Đường Vũ Lân thì xem không hiểu, nàng chẳng qua cảm thấy những bàn thảo thiết kế này vô cùng phức tạp, nếu như là người có tinh thần lực lượng kém nhưng vẫn cố nhìn, e rằng sẽ đầu váng choáng hoắt hoa. Ở trong lúc đang suy tư, bọn họ đã bị dẫn tới một gian phòng lớn, Thẩm Dập chỉ vào trong một cái ghế trong gian phòng. Các người ở chỗ này chờ, ta đi mời sát hạch lão sư đến, cửa ải này khảo hạch chính là sở trường của các người, chỉ thi một hạng sở trường, vì lẽ đó, các người cần nghĩ cho kỹ các người muốn thể hiện ra cái gì, chủ sở trường cùng với thực lực của bản thân các người có liên quan. Nói xong làng xoay người rời đi. Chủ sở trường, ta giải sửng sốt một chút. Cổ Nguyệt lúc này cuối cùng cũng ngừng ôm chặt Đường Vũ Lân, trước tiên là tìm một cái ghế ngồi xuống nhưng cũng không nói gì, chỉ là khoanh chân ở trên ghế bắt đầu minh tưởng. Đường Vũ Lân ngồi xuống bên người của nàng, vừa ngồi xuống vừa nói, cái này đơn giản, sở trường chính là thể hiện ra năng lực mạnh nhất của hồn sư chúng ta, ví dụ như là người làm mẫn công, vậy thì người cần phải đem sự nhanh nhẹn của mình bày ra đến cực hạn, thể hiện ra chỗ mạnh so với hồn sư cùng hệ của chính mình. Đương nhiên, người và mẫn công hệ hồn sư thông thường không giống nhau, người là song sinh võ hồn, vì lẽ đó, ta kiến nghị người lên chỉnh ra năng lực phối hợp giữa song sinh võ hồn và mẫn công hệ, mọi người cũng vậy, thể hiện ra năng lực đặc thù nhất của mình là được rồi. Hứa Thiều Ngôn lúc này cau mày rồi nói, đội trưởng, vậy ta làm sao bây giờ, ta cần đợi đến buổi tối mới được. Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười rồi nói, cũng không khó, dùng lời nói để diễn tả, khi trước ở thời điểm vượt cửa ải thứ hai, người đã bày ra năng lực của người, không khó để tìm chứng cứ, người chỉ cần cố hết sức đem sở trường của mình diễn đạt ra là được, chỉ cần nói thật là chân thật, không nhất định phải phô bày ra mới được, đúng hay không? Hứa Thiều Ngôn lúc này ánh mắt sáng lên, ta hiểu rồi. Đường Vũ Lân lại nói, được rồi. Mọi người mau chóng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, cơ hội hiếm có. Vừa nói hắn đã, trước tiên nhắm hai mắt trở lại bắt đầu minh tưởng. Khí huyết sức mạnh và hồn lực cùng với nhịp thở, hồn lực dồi dào, khí huyết cũng sẽ dồi dào theo. Sự tình huống không thể nào bổ sung đồ ăn thêm, hắn hiện tại có thể dựa vào, cũng chỉ có thể minh tưởng để khôi phục lại hồn lực. Có điều, hiển nhiên bọn hắn không thể nào có quá nhiều thời gian, không tới 5 phút đồng hồ, Thẩm Dập đã trở lại. Cùng với nàng đồng thời đi tới có 3 người, 2 người trung niên, cùng với một lão phụ nhân, người phụ nữ lớn tuổi đã có chồng. Lão phụ nhân này cầm một cây gậy ở trong tay tập tĩnh đi tới, đến vị trí trung ương của cái bàn dài ngồi xuống. Hai người trung niên rõ ràng đối với nàng vô cùng tốn kính, mà đến tận khi sau đó mà nàng đã an tọa, bọn họ mới phân biệt ngồi xuống hai bên, mà Thẩm Dập thì lại đứng ở một bên. Lão phu nhân dương mặt hướng về bốn người Đường Vũ Lân đối diện nhìn lại. Lúc này bốn người đều ngồi ở chỗ đó minh tưởng, căn bản cũng không có chú ý tới việc bọn họ đã đến. Lão phu nhân này khẽ mỉm cười, âm thanh có một chút khàn khàn vang lên. Đúng là thật biết lợi dụng thời gian mà. Được rồi, tiểu rạng rỡ, gọi bọn họ bắt đầu đi. Vâng, thái lão. Thẩm Dập đối với các vị lão phu nhân này gọi hà mình cũng không có chút nào bất mãn. Sau khi cung kính đáp ứng một tiếng, bước nhanh lên trên đến bên người bốn người Đường Vũ Lân, gọi bọn họ tỉnh lại từ trong minh tưởng. Sát hạch lão sư đến rồi, các người ai tới trước? Thẩm Dập lúc này thấp giọng hỏi. Đường Vũ Lân nhìn về phía các bạn bè, ở trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Bọn họ là bốn người, hơn nữa còn là một đoàn đội. Khảo hạch sở trường này, đối với sát hạch lão sư mà nói, nhất định sẽ sản sinh ra ý nghĩ ai lên trước là người quan trọng nhất. Như vậy, trình tự này cần phải lưu ý. Người đầu tiên ra trận nhất định phải khiến cho các sát hạch lão sư lưu lại ấn tượng sâu sắc, nhưng lại không được để cho bọn họ lưu lại ấn tượng sâu sắc nhất.
Tạ Sải, ngươi lên đầu tiên đi. Sau khi tự cân nhắc một lát, Điều Vũ Lân đã lập ra kế hoạch. Sau đó hắn ở bên tai của Tạ Sải thấp giọng nói vài câu. Được, Tạ Sải gật gù, lập tức đứng lên đi tới giữa sân. Kính chào các vị lão sư. Hắn hướng về lão phụ nhân cùng với hai vị trung liền cúi chào thật sâu. Lão phụ nhân cười ha ha rồi nói, tiểu tử bắt đầu đi, cơ hội chỉ có một lần, bày ra thứ người sở trường nhất. Vâng, Tạ Sải cũng là cung kính đáp ứng một tiếng, đồng thời dưới chân ba vòng hồn hoàn theo đó bay lên, hai vàng một tím, ba vòng hồn hoàn sáng lấp lánh. Ngay sau đó, đệ tam hồn hoàn dưới chân của Tạ Sải cũng là hồn hoàn duy nhất màu tím, trong nháy mắt liền sáng lên. Hơi lắc người, một tên Tạ Sải ở trong nháy mắt đã biến thành ba tên, đứng sóng vai nhau, chỉ dựa vào đôi mắt mà xem, căn bản là không có cách nào phân biệt được người nào là thật, người nào là giả. Ba đạo bóng người lại hướng ra ba vị sát hạch lão sư không mình hành lễ. Cùng lúc đó, ba đạo nhân ảnh này bọn họ bỗng trở lên hư ảo, sau đó đồng thời sử dụng bộ pháp kỳ dị, ba đạo thân ảnh bỗng nhiên hướng về ba phương hướng khác nhau chạy đi, đồng thời giở lên chiến quang long chỉ trong tay. Keng một tiếng, quang long chỉ tất cả đều đâm vào trong không khí, nhưng lại phát ra tiếng keng nhẹ vang lên. Tốc độ của ba tên Tạ Sải bắt đầu tăng lên, khác nào ba đạo gió lốc ở giữa sân lấy tốc độ quỷ mị di chuyển khắp lưới. Quang long chỉ thỉnh thoảng đâm ra, không ngừng phát ra âm thanh leng keng, giống như ở trong hư ảo này có một đối thủ đang cùng bọn họ đối chiến. Trên mặt hai người trung liên đều thoát ra vẻ kinh ngạc, bằng vào cảm ứng với gọn sóng hồn lực, bọn họ ngay lập tức có thể phán đoán ra được đối thủ vô hình kia cũng là chân chính tồn tại. Phân thân hồn ký không tính là cái gì ghê gớm, chuyện này ở trong mẫn công hệ hồn ký là vô cùng bình thường. Có thể phân ra ba đạo phân thân quả thật không tệ, nhưng đối với xử lý các học viện mà nói, trình độ như thế này vẫn không đáng kể. Thế nhưng mà nếu như là lục đạo phân thân, vậy thì lại khác, chứ nói chi là ba đạo phân thân ở trong đó lại là ẩn hình. Tổng cộng 30 giây, ba bóng người hợp lại làm một. Tạ Sải trên trán hở toát ra một ít mồ hôi, lần thứ ba khom người hướng về ba vị sát hạch lão sư hành lễ. Em đã biểu diễn xong. Lã phu nhân đầy hứng thú nhìn hắn sẽ nói, tiểu tử, ngươi là song sinh võ hồn đồng loại đúng không? Đúng vậy, Tạ Sải không hề lấy làm kinh ngạc khi mà đối phương chỉ ở trong trước mắt đã là nhìn ra bí mật của mình, bởi vì nơi này chính là xử lý các học viện mà. Lã phu nhân lúc này gật gật đầu rồi nói, không tệ, thế nhưng mà ngươi có một vấn đề, ngươi khống chế không đủ tốt. Đường môn quỷ ảnh mê tương bộ chính là đường đại tuyệt học, nhưng mà ngươi mới chỉ nắm giữ xà lông, không nên vội vàng mơ tưởng xa vời. Trước tiên đem quỷ ảnh mê tương bộ luyện thành, suy nghĩ thêm phương pháp để ra mỗi một đạo thân ấn này đều có năng lực tương đương nhau. Còn nữa, tinh thần lực lượng của ngươi quá kém, ba đạo phân thân động tác sống nhau quá nhiều, căn bản là không thực hiện ra được đơn độc khống chế đối với từng đạo. Tinh thần lực lượng cần phải tăng cường nhiều hơn nữa. Trong vòng 3 năm, nếu như không đạt được đến linh hải cảnh, tương lai của người cũng chỉ đến thế mà thôi. Tạ Sải đối với biểu hiện của mình vẫn có một chút đắc ý. Quang long phân thân thêm ảnh long phân thân, hơn nữa lục đạo phân thân của mấy quỷ ảnh mê tung bộ tranh đấu lẫn nhau, hắn còn cho là mình đã làm rất tốt. Thế nhưng mà nghe xong lời này của vị lão phu nhân, ngay cả một lỗ hổng để lại cãi cũng là không có. Lão phu nhân nhất trần quyết huyết, vạch ra hết thảy vấn đề của hắn, hơn nữa đều là vấn đề vô cùng mấu chốt. Đúng là đâm phát nào thấy máu phát đó mà. Tạ Sải vui lòng phục tùng, lần thứ hai khom người, đầu hầu như là đụng tới đầu gối của chính mình. Lần này hắn thật sự phục rồi. Cảm tạ ngài chỉ điểm, em nhất định là sẽ cố gắng nỗ lực. Ừ, lão phụ nhân lúc này gật gật đầu rồi nói, người tiếp theo. Tạ Sải trước mắt quay trở lại, sắc mặt rất là không dễ nhìn. Người thứ hai lên tiến lên chính là Hữu Tiểu Ngôn. Đường Vũ Lân lúc trước cũng đã cẩn thận nàng vài câu. Thế nào, lản lòng rồi à? Đường Vũ Lân hướng về Tạ Sải thấp giọng hỏi. Tạ Sải cười khổ rồi nói, đúng vậy, ta nguyên căn bản còn cảm giác rằng mình không tệ cho lắm, xem ra lần khảo hạch lần này ta khó lòng vượt qua rồi. Đường Vũ Lân đã dự tính trước lở lụ cười rồi nói, cũng không phải, ngược lại, ta cảm thấy kết quả người đạt được sẽ không thấp. Vị lão bà kia rõ ràng là nhân vật trọng yếu trong ba vị khảo hạch này. Nếu như người là gỗ mục không điều khắc được, bà ấy sẽ cùng với người nói nhiều lời như vậy sao? Hơn nữa, chúng ta vẫn là học sinh mà thôi. Chúng ta đến sửa lên các học viện là để học tập. Nếu như chúng ta cái gì cũng đã hoàn hảo, vậy còn cần đến đây lời này làm sao? Có đúng hay không? Tạ Sải lúc này sững sờ, đúng vậy. Đúng đấy, chính mình vốn cũng là không tính quá kém, bà lão giám khảo kia chỉ là giúp mình chỉ ra con đường phải đi ở trong tương lai mà thôi. Đường Vũ Lân vỗ vô vai của hắn rồi nói, hãy chờ xem.
Hứa Thượng Ngôn lúc này đã lại đi tới giữa sân, sống như tạ giải trước tiên hướng về bà vị giám khảo hành lễ. Lão phu nhân lại nói, bắt đầu đi. Hứa Thượng Ngôn lại nói, vô cùng xin lỗi bà vị giám khảo, bởi vì hiện tại là ban ngày, vì lại đó năng lực của em không có cách nào bày ra. Võ hồn của em và ban ngày và ban đêm không giống nhau, vì lẽ đó từ một loại góc độ nào đó mà nói, em vốn là một loại hồn sư quái vật, vì vậy em mới đến xử lẽ khác. Muốn dùng lời lẽ trực tiếp đánh động giám khảo cũng không phải chuyện dễ dàng. Vì thế, Điều Vũ Lân lúc trước dặn dò Hứa Thượng Ngôn chính là vừa bắt đầu phải chỉ ra được mình khác với tất cả mọi người. Quái vật hai chữ này là giáo huấn của hồn sư lẽ khác, như vậy dĩ nhiên là sẽ dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của ba vị giám khảo này hơn. Ồ, vậy thì người ban ngày cùng với buổi tối không giống nhau ở điểm nào đây? Lão phu nhân trung liền bên trái nói. Hứa Thượng Ngôn tay phải giơ lên, giữa chân hai cái hồn hoàn màu vàng bay lên, trong lòng bàn tay băng trượng hiện ra, ban ngày võ hồn của em chỉ là băng trượng, am hiểu khống chế cùng với tấn công từ xa, đến buổi tối em sẽ nhận được ánh sao gia trì, hồn kia sẽ hoàn toàn không giống, võ hồn sẽ biến dị thành tinh luân băng trượng. Lão phu nhân con mắt hơi sáng lên rồi nói, tinh luân băng trượng ta còn nhớ tới, trước đây có một nhánh hứa ra là loại hồn sư này, nhưng số lượng rất là ít, người họ hứa sao? Hứa Thượng Ngôn kinh ngạc rồi nói, đúng vậy, ngài biết nhà của chúng ta. Lão phu nhân cười một tiếng rồi nói, ở trong giới hồn sư, sự tình của sửa lấy các không biết rất ít, được rồi, ngươi có thể quay trở về. Hứa Thượng Ngôn sững sờ rồi nói, nhưng mà em còn chưa nói hết.